Ngày 6 tháng 11, tin từ Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa bắt vụ vận chuyển gần 500kg pháo nổ. Trước đó, qua nắm tình hình, khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 11, đội cảnh sát kinh tế, ma túy, phối hợp với đội cảnh sát giao thông và công an thị trấn Ea Răng, huyện Ea Hờ Leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 74K5835 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thùng xe tải chứa 150 hộp vuông có ký hiệu số 36, 120 hộp vuông có ký hiệu số 49 đều có chữ nước ngoài, với khối lượng gần 500kg. Tài xế xe tải là Nguyễn Sĩ Trường, 26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, người đi cùng là Nguyễn Sĩ Hùng, 31 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tại cơ quan công an, Nguyễn Sĩ Hùng khai nhận, trước đây, Hùng quen biết với một người Lào, nên tháng 2 năm 2023 đã mua pháo từ người này đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Mỗi hộp pháo Hùng lời từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mới đây, do có người ở Đắk Lắk hỏi mua nên Hùng nhờ Trường chở hàng đi và sẽ trả công 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thị trấn Ea Răng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện, công an huyện Ea Hờ Leo đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sĩ Hùng về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 6 tháng 11, Thị ủy Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm 1971, phó chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh trong vụ việc nhận hối lộ 40 triệu đồng của nguyên đơn. Theo Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh, bà Sương là phó chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh, được phân công thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, đã thực hiện hành vi nhận hối lộ với số tiền 40 triệu đồng. Hành vi nhận hối lộ của bà Sương đã vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cơ quan. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng. Trước đó, ngày 3 tháng 10, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt quả tang bà Sương nhận hối lộ. Thông tin bước đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết một vụ án dân sự, bà Sương đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự. Đồng thời, đòi nguyên đơn phải bồi dưỡng cho hội đồng xét xử số tiền 50 triệu đồng thì mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sáng ngày 3 tháng 10, khi bà Sương nhận 40 triệu đồng của đương sự tại phòng làm việc thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. Ngày 6 tháng 11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và đại diện các sở, ngành thành phố Hồ Chí Minh cùng dự. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức báo cáo về tình hình giải ngân đầu tư công trên địa bàn, đại diện các sở, ngành đã đóng góp ý kiến và gợi ý các giải pháp để đầu tư công trên địa bàn thành phố Thủ Đức đạt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, sở, ngành phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên tinh thần đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, nhất là đầu tư công. Về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, dù thành phố Thủ Đức giải ngân 9 trên 113 dự án đạt tỷ lệ trên 90% và 31 trên 113 dự án đạt tỷ lệ 100%, song các dự án này có quy mô và tổng vốn chiếm tỷ trọng không lớn. Số dự án được giao có vốn lớn, trên 20 tỷ đồng, chiếm tới 91,7% các dự án trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư tăng cường phối hợp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn để thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để sớm tháo gỡ vướng mắc. Sáng ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau phối hợp với người dân địa phương giải cứu bé gái T, sinh năm 2019, nghi bị cha nuôi là ông Trần Minh Đắc, sinh năm 1968, quê tỉnh Kiên Giang, bạo hành. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân sống gần nhà ông Đắc, cha nuôi bé T, liên tục nghe tiếng chửi bới của người đàn ông này và tiếng khóc thét của bé T nghi bé bị cha nuôi bạo hành. Một người dân đã gọi báo chính quyền địa phương, nhận tin báo, công an và cán bộ văn hóa xã đến nhà kiểm tra, nhưng ông Đắc đóng kín cửa,
Sau gần một giờ vận động của cán bộ xã, người đàn ông này mới mở cửa, đưa bé T ra ngoài. Thời điểm này, mặt bé bị sưng ở vùng trán và mắt, môi bị dập, tay chân có nhiều vết thương. Hiện bé T được cán bộ địa phương tiếp cận chăm sóc, vụ việc đang được chính quyền và công an địa phương tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý. Ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Theo đó, đối tượng là Võ Văn Lắm, 46 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, từng có một tiền án về tội giết người. Qua điều tra, các trinh sát đã xác định được nhóm gồm hai đối tượng là Võ Văn Lắm và T, 30 tuổi, trú thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốc, tỉnh Bình Phước. T cũng là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi thu thập thông tin. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ Võ Văn Lắm khi đối tượng đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chuyển tang vật là xe máy trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Sau khi Võ Văn Lắm bị bắt giữ, đối tượng T đã tìm cách bỏ trốn. Từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, Lắm và T đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với tổng tài sản thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Phổ Vinh đã đến động viên gia đình ngư dân Võ Ngọc Hát, sinh 1975, ngụ tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bị rơi xuống biển tử vong. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, tàu cá QN94220TS do ông Trần Minh Tây, sinh 1985, ngụ tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại trạm kiểm soát Sa Huỳnh để ra vùng biển Đà Nẵng hành nghề lưới kéo. Trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó có ngư dân Võ Ngọc Hát. Khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 11, tàu cá neo đậu để ngư dân nghỉ ngơi. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 11, ông Tây gọi thuyền viên thức dậy để hành nghề thì không thấy ông Võ Ngọc Hát trên tàu. Nghi ông Hát bị rơi xuống biển nên các thuyền viên tổ chức tìm kiếm. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 11, mọi người tìm thấy thi thể ông Hát. Đến sáng ngày 6 tháng 11, tàu cập cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Chủ tàu đã bàn giao thi thể ông Hát cho cơ quan chức năng và gia đình.